Xin kính chào quý khán giả của Sài Gòn TV. Chương trình điểm tin trong tuần của chúng tôi cố gắng tóm tắt những cái tin tức đáng chú ý vừa mới xảy ra và nhấn mạnh tới cái chuyện phân tích phê bình của các chuyên gia quanh vấn đề. Cái chuyện đầu tiên chúng ta sẽ nói đây là cái chuyện mà ông thủ tướng Netanyahu của Do Thái đó đã thề là nhất định sẽ chống lại cái áp đặt của tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Những ngày vừa qua chúng ta đã thấy là ông tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã dành cho cái cơ quan truyền thông MSNBC một cái cuộc gọi là phỏng vấn độc quyền đó. Trong đó thì tổng thống Biden đã đưa ra cái lời chỉ trích ông Netanyahu cho rằng là cái ông này nó không có là quý trọng cái sinh mạng của người Palestine mà cái việc như vậy đó thì ông ấy chỉ làm cho đất nước Israel nó gọi là nó bị tổn thương thôi chứ nó không có được cái lợi ích gì và sau đó thì tổng thống Biden cũng đưa ra một cái một ông gọi cái cái thành phố Rafa là một cái làn ranh đỏ mà cái quân đội của Israel không được vượt qua. Và ông nói tiếp rằng là ông Netanyahu không thể nào tạo ra 30.000 cái chết khác ở cái giải Gaza này được. Nhưng mà cuối cùng thì mình thấy là ông tổng thống Biden đã đưa ra một cái kết luận là dẫu gì đi chăng nữa đó thì Hoa Kỳ cũng không bỏ rơi do thái được. Chúng ta hiểu rằng là hiện nay Tổng thống Biden đã chịu một cái áp lực rất là mạnh trong cái cuộc xung đột ở giải Gaza. Không những là ông đã chịu cái chuyện áp lực của thế thế giới của Liên Hiệp Quốc vì binh vực Israel tới cùng đó, nhưng mà đồng thời ông lại một cái chịu một cái áp lực rất là quan trọng rất là nặng là đến từ cái phía cử tri của Hoa Kỳ những cử tri gốc hồi giáo gốc Palestine gốc của những người, của những người mà ủng hộ Palestine mình thấy là ông đã bị số đó lên tới tròm chèm tới 15 là không ủng hộ ông vì những cái chính sách của ông, ông ở bên giải gaza thành ra ông mới đưa ra những cái chuyện mà mình thấy là nó giải tỏa đi cái áp lực hay là lấy lòng hay là xoa dịu những cái, 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 cái lực lượng chống đối thí dụ như ông cứ thả dù lương thực ở, xuống cái giải gaza bây giờ ông hứa hẹn là sẽ lập một cái cầu một cái cầu gọi là viện trợ viện cho, cho các tàu biển ở giải gaza để mà viện trợ cho người palestine và cái chuyện mà chỉ trích ông Netanyahu này đó thì cũng nằm trong cái 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 gọi là giải tỏa những cái những cái áp lực của cái phía chống đối ông. Thế nhưng mà với một cái những cái tuyên tố những cái tuyên bố như vậy đó đã làm cho ông Netanyahu hết sức là phẫn nộ. Bởi vì khi mà ông Biden ông nói như vậy thì không khác nào là ông đang tố cáo là cái cuộc hành quân mà phía bên Do Thái đang áp đặt ở bên uh, giải Gaza nó hoàn toàn nó sai. Và như vậy nó làm tổn thương cái quyền lợi của đất nước Israel thôi chứ nó không có cái lợi ích gì cả. Rồi như vậy là giống như là ông Biden đang nói rằng là ông tên Netanyahu phải chịu trách nhiệm những cái chết của thường dân ở Palestine. Không khác gì là một cái tội phạm chiến tranh. Và chúng ta thấy rằng là với một cái tuyên bố như vậy thì ông đã đặt ra một cái áp lực là giống như một cái lệnh cấm là quân đội Do Thái không được tấn công vào Rafah. Là một cái lành ranh đỏ mà chúng ta còn lại còn phải thấy một cái điều nguy hiểm cho ông Netanyahu là như thế này hiện nay cái sự uy tín của ông đó, đối với cái người dân do thái đó ông ấy là một cái người mà rất bị người ta bất mãn rất là nhiều uy tín của ông đó là thấp lè tè rất là bê bết thế mà bây giờ sau khi mà ông tổng thống Biden đã đưa ra một cái loạt chỉ trích về nhắm vào ông Netanyahu mà rốt cuộc thì ông lại nói rằng là dẫu gì từ Hoa Kỳ vẫn cứ là đồng minh của Do Thái Thì người ta thấy rằng đó, cái điều đó nó không khác gì là một cái sự khuyến khích Là người dân Do Thái nên lật đổ cái ông Netanyahu là đi để mà lập ra một cái một cái lãnh đạo khác có vẻ nó hợp lý hơn cho nên cái điều này hỏi làm sao mà cái ông Netanyahu ông ông chịu ra nổi ông phải phẫn nộ ông phải bực mình cho nên khi mà ông trả lời phỏng vấn tờ báo Politico Ông ta thẳng thừng ông đưa ra một những cái phản bác không kiêng nể ông nói rằng ông tổng thống Hoa Kỳ là sai bét rồi. Cái cuộc hành quân của ông và những cái ban lãnh đạo quân sự của Israel đó được là tung ra như vậy đó nó được đa số người dân của Israel gọi là chấp nhận chứ không có cái chuyện là ông đang làm tổn thương không? là là quyền lợi của đất nước Israel không có cái thứ hai nữa ông mạnh đạo hơn là ông thề là ông sẽ coi như là không để cho ông Biden áp đặt về một cái kế hoạch hoành quân của Israel vào cái giải vào cái thành phố Rafa cái ngày Chúa nhật vừa rồi đó khi mà được báo chí hỏi lại thêm một lần nữa đó thì ông mới ông người báo chí mới hỏi ông rằng là liệu là quân đội do Thái có tiến vào Rafa hay không thì ông Netanyahu trả lời một cách rất là chắc nịch ông nói chúng tôi sẽ có mặt ở đó mà quý vị biết không cái làn ranh đỏ là cái gì cái làn ranh đỏ là một cái biến cố đẫm máu ngày như ngày 7 tháng 10 vừa rồi ở Do Thái không bao giờ được phép xảy ra nữa thưa quý vị rõ ràng là những với lời một tuyên bố mà gần như là một cái sự chống đối công khai mà ông Netanyahu ông đã, đã đặt ra như vậy thì không khác gì là ông đang có như một tay dẹp bỏ luôn cái làm ranh đỏ mà ông tổng thống Biden ông vạch ra và đồng thời ông vạch ranh rõ ràng rằng là Hoa Kỳ không có quyền gì để mà chỉ bảo là quân đội Israel phải làm cái gì làm cái gì tấn công vào đâu không có chuyện đó và như vậy thì rõ ràng với cái lời tuyên bố của ông Netanyahu thì đã có như ông làm cho cái mối tình đồng minh tưởng là sắt son lắm giữa Israel với lại Hoa Kỳ bây giờ nó có một cái sự rạn nứt rồi điều đó nó cho thấy rằng là dường như đó cái nỗ lực gọi là họ gọi là tìm kiếm cái sự, sự xoa dịu cái khối cử tri mà ủng coi như là đang giận dữ mình của ông Biden nó không được thực hiện một cách khôn khéo thành ra có lẽ nó đặt ông vào một cái tình trạng mà mình gọi là sôi hỏng bỏng không không bên ông không được làm bên nào cả bởi chúng ta nhớ rằng là ông bây giờ ông có đe dọa do thái cách mấy đó thì chắc chắn là người do thái bây giờ cũng cứ tiếp tục cái cuộc chiến đấu của họ bởi vì họ đã đặt ra một cái một cái quyết tâm rồi từ ngay từ lúc đầu cuộc chiến họ nói rằng cho dù họ chống đối cả một cái thế giới họ vẫn cứ tiếp tục phải làm sao mà tiêu diệt cho xong cái lực lượng Hamas để mà không bao giờ do Thái bị một cái cuộc tấn công đẫm máu như vậy nữa. Mà phía bên cái người ủng hộ Palestine, những cái cử tri gốc Palestine họ lại đòi hỏi một cái điều là cuộc chiến này phải được chấm dứt ngay ngay lập tức và phải lên, lên những cái chết chóc là phải có chấm dứt ngay mà điều đó thì ông cũng đâu ông Putin ông Biden cũng không thể làm được rốt cuộc thì những cái người giận dữ ông vẫn cứ giận dữ mà rồi thì phía bên do thái người ta bây giờ quay lại người ta không có nghe lời ông nữa người ta nhất định là chống đối ông Thế thì cái thêm một lần nữa cũng trong ngày Chúa Nhật đó ông đã tuyên bố như thế này. Ông nói cái hy vọng mà nói rằng là chiến tranh sẽ chấm dứt trước cái ngày lễ Ramadan nó là hoàn toàn nó là không có thể xảy ra được. Tôi không nhìn thấy một cái dấu hiệu hòa giải nào nó đang diễn tiến để nó thực hiện cái 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 điều đó. Như vậy thì rõ ràng là ông Netanyahu ông cũng đã đưa ra một cái một gần như là một cái sự chế nhạo rằng cái hy vọng của ông tổng thống Biden, hy vọng rằng cái cuộc chiến ở Gaza nó chấm dứt trước cái ngày lễ Ramadan là một cái hy vọng rất là hảo huyền. Và thưa quý vị cái bản tin kế tiếp đây thì chúng ta nói tới cái tin là vì nghe lời của cái bà MTG mà tổng thống Biden bị chỉ trích, MTG tức là cái viết tắt của cái tên của cái bà. Metro Taylor Green đó tức là một cái bà dân biểu thuộc uh, của phía bên Cộng Hòa nó ở bà nằm trong cái khối mà bảo thủ mà rất là cứng rắn bảo thủ cực đoan đó và cái bà này thường xuyên là chỉ trích Tổng thống Biden bất kỳ một cái về một cái vấn đề gì thế nhưng mà trong cái kỳ mà Tổng thống Biden đó mà đi đọc cái thông điệp liên bang vào ngày thứ năm của tuần trước đó thì người ta lại thấy của giữa Tổng thống Biden với lại cái bà MTG này nó nó có một cái sự đối đầu nho nhỏ nhưng mà cũng có một cái sự tương tác nho nhỏ rất là thú vị mà nó và dẫn đến cái chuyện là ông tổng thống Biden bị chỉ trích. Thì à, những cái đoạn video chiếu lại cái quang cảnh đó cho thấy là khi mà ông tổng thống Biden bước vào cái hội trường của quốc hội đó thì ông ấy được mọi người chào đón ghê lắm thành ra ông ấy, đi dần 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 tới cái gọi là cái bục chủ tòa hạ cái bục diễn thuyết đó thì trên một cái lối đi đó thì ông đi ngang qua cái cái, cái chỗ mà bà mtg này đứng thì vào cái lúc đó, đó khi mà ông tổng thống biden nhìn thấy ông bà mtg lúc đó đang đội cái nón đỏ maga đó cái nón đỏ của ông phong trào ủng hộ ông ông donald trump rất rất là dữ dội đó thì Tổng thống Biden đã có một cái phản ứng rất là thú vị là ông làm bộ, ông gi gi giống như là ông vừa ngạc nhiên và ông vừa sợ hãi, ông nhìn chừng chừng vào, vào Marjorie và ông ấy tỏ vẻ ra cho vẻ vừa sửng sốt mà vừa kinh kinh, kinh vừa sợ hãi thấp và thưa quý vị với một cái phản ứng mà cũng gọi là mang cái tính khôi hài như vậy đó báo chí của Hoa Kỳ khen ông rất là, là, là hay ông nói rằng là ông này như vậy là vẫn còn cái máu khôi hài và nếu mà phản ứng nhanh nhẹn và khôi hài như vậy thì hiển nhiên là cái nhận thức của ông và cái tinh thần của ông nó vẫn còn minh mẫn lắm. Mà thực sự là đúng là, 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 như thế. Nhưng mà cái phản ứng của Tổng thống Biden làm cho bà Mejori hình như là cũng coi như là cũng mất được đi tự nhiên có vẻ như là thiếu tự nhiên đi bởi vì chúng ta biết rằng là có lẽ là bà không ngờ là tổng thống Biden tuy là lớn tuổi mà có một phản ứng khôi hài như vậy cái và cái thứ hai bà đang đội cái cái nón mà theo quy luật ở của quốc hội Hoa Kỳ đội nón trong quốc hội là người ta không cho nhưng mà rốt cuộc thì sau đó bà Mtg cũng đã ấn vào tay của tổng thống Biden được một cái 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 cái, cái, cái huy hiệu đó. mà mình Mỹ nó gọi là cái pin đó. À, là một cái huy hiệu mà người ta hay cài trên trên, trên áo nó bằng nó bằng uh, kim loại trên cái, cái cái huy hiệu đó nó có ghi một cái hàng chữ là xây hơn em la cần riley thì thưa quý vị chúng ta biết rằng cái khẩu hiệu xây hơn em là do là những cái nhà hoạt động của xã hội của của dân chủ người ta đã tạo ra sau khi một thiếu nữ người da màu đó chết trong cái đồn cảnh sát thì cái 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 cái, cái khẩu hiệu như vậy nó nó chỉ là tượng trưng cho một cái sự chống đối bạo lực mà áp đặt một cái cách vô lý lên cái khẩu lên cái cái khối dân da màu của Hoa Kỳ nó cũng giống như là I can breathe tôi không thể thở nổi trong cái vụ mà George Floyd thôi nó cũng giống như vậy còn cái tên mà Laken Riley đó thì người ta nó muốn nói tới cái trường hợp là một cái cô nữ sinh viên ở bên Georgia cái cô Riley đó đó là một đồng một sinh viên y tá của trường đại học Georgia đã bị một cái tên uh, di dân bất hợp pháp là Aibara, người gốc người vẫn, Venezuela đã giết chết ngày 22 tháng 2 năm 2024 vừa rồi đây nè. Thế nhưng mà cái vụ giết chóc đó nó bị gài vô một cái màu sắc chính trị là bởi vì Ibarra là một di dân bất hợp pháp và như vậy đó phía bên cộng hòa lấy cái chết của cô lacan Riley đó để mà cáo buộc là cái chính sách di dân của tổng thống Biden là một cái chính sách thất bại tạo ra cái nhiều các nguy hiểm cho người dân Hoa Kỳ. Thế nhưng mà lúc đó thì tổng thống Biden đâu có biết chắc có lẽ là ông cũng chưa không nhận ra Lauren là ai thành ra ông cũng nhận cái 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 huy hiệu đó ông đem, ông đem đi trong cái diễn văn đông thông điệp liên bang đó thì tổng thống biden đã có đề cập tới cái chuyện và biên giới vấn đề visa thì khi mà đề cập tới cái vấn đề đó người ta thấy rằng cái bà mtg ở dưới này nè bà la lên là bà nói là xây hơn em thì lúc đó dường như là tổng thống biden đã nhớ ra và ông mới đưa cái huy hiệu đó ra và ông đọc là lincoln riley ông đọc sai cái tên la cần của cô la cần Thưa quý vị, rõ ràng là cái cái bà, cái chuyện mà tổng thống làm cái chuyện đó, đó Nó đã gây ra một cái sự chỉ trích trước hết là những người sử dụng mạng xã hội và mẹ của cô La Cần thì chỉ trích tổng thống đã đọc sai tên con của bà, từ con gái La Cần thành là Lincoln là một cái tên của một người đàn ông. Và điều đó người ta nói rằng là như vậy tổng thống Biden đâu có biết La Cần Riley là ai đâu thành ra ông cũng không biết là cái ông cô này chắc bị giết bởi một cái di dân bất hợp pháp hay sao. cho nên người ta nói rằng như vậy là rõ ràng là tổng thống Biden không có quan tâm tới cái người dân Hoa Kỳ. rồi cái chuyện thứ hai nữa là trong cái cái lúc mà nói về cái gì gọi là di dân thì tổng thống Biden có xài chữ illegal tức là bất hợp pháp để mà nói tới những cái người di dân lậu vào Hoa Kỳ chính cái điều đó thì cũng làm cho cái người dân chủ người ta bực mình lắm bởi chúng ta nhớ rằng là hiện nay đó những cái người những cái dân biểu của dân chủ người ta tránh cái xài cái chữ di dân bất hợp pháp mà người ta xài một cái chữ là newcomer tức là những cái người mới đến nhưng mà không cần biết là những cái người mới đến là nó theo cái tình trạng nào thì họ không không, không, không nói rõ chính bà bà Nancy Pelosi đã chỉ trích ông Biden nói là lẽ ra ông không nên xài chữ illegal đó mà ông nên xài chữ là ân đa cứ tức là tức là những người di dân nó không có giấy tờ thôi là đủ rồi mà cái điều mà làm cho cái người dân chủ đó, mà người ta bực nhất là nghe lời chỉ dẫn của của cái bà 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 Rin đó, bà Mtg đó bà chỉ đâu làm đó thôi nhưng mà rồi thì tổng thống Biden lại không biết rằng là làm như vậy thì cũng đang là tự mình chuốc họa cho mình bởi cái chính sách di dân của của tổng thống là đang bị phía bên cộng hòa người ta chỉ trích dữ dội lắm. Cho nên mình mới thấy rằng một cái lời của Tổng thống nó giống như là phát xuất từ kim khẩu của Tổng thống đó. Nó dù đúng, nó dù sai, nó cũng gây ra sóng gió. Điều đó cho thấy người, người mình hay nói câu là miệng kẻ sang có gan có thép nó hoàn toàn là chính xác. Kế tiếp đây thì chúng ta nói tới cái chuyện là ông thủ tướng của Hungary đó ông Viktor Orbán đã tới thăm ông Donald Trump ở Maraloga, Maralago thay vì là ở tòa Bạch Ốc đi thăm ông Biden. Đây là một cái sự kiện chính trị mà nó xảy ra cuối tuần trước mà nó làm cho tổng thống Biden dù muốn dù không cũng cảm thấy khá là ngỡ ngàng và không tránh khỏi cái cái cảm giác là mình bị coi thường cái ông thủ tướng gọi là nặng cái tinh thần dân tộc của Hungary là ông Viktor Orbán, ông đã có một cái cuộc họp ở bên New York, sau đó thì ông đi thẳng tới Florida tới dinh thự ở Mar-a-Lago của ông Biden để mà tham dự một cái một cái một cái buổi tiệc xã hội và sau đó có hội họp riêng với lại ông Donald Trump hiện nay là ứng cử viên hàng đầu của phía bên cộng hòa đó. Thì điều này chắc chắn là nó gây ra nhiều cái một cái tác động như, chính trị liên quan Cho dù là tòa Bạch Ốc với lại cái ông Thủ tướng Obama đó Không hề có liên lạc với nhau Cũng không hề có chuyện là uh, mời tham dự một cái sự kiện nào cả Và cho dù rằng là ông Thủ tướng Obama tới New York Để mà tham dự một cái buổi buổi uh, hội nghị của Heritage Fund tức là cái một cái quỹ di sản đó đây là một cái một cái quỹ mà nó thuộc vào cái dạng gọi là những cái hành động chính trị bảo thủ đó. nó ủng hộ tổng thống cái phía bên ông Trump rất là mạnh mẽ đó. thì người ta có thể xem như đây là một ông Obama tới Hoa Kỳ với một cái tính cách gọi là cá nhân đi dự một hội nghị với tính cách cá nhân thôi và cả cái chuyện mà ông Obama mà ông tới dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump mà tham dự tiệc tùng hội họp thì cũng chỉ là một cái sự kiện xã giao mang cái tính gọi là cá nhân thôi thế nhưng mà chuyện mà tư cách của ông Oban là một cái thủ tướng của một cái quốc gia là một lãnh đạo của một quốc gia đến Hoa Kỳ mà lại không có giao du thiệp với bất kỳ một cái quan chức nào trong chính phủ mà đi thẳng tới một đối thủ chính trị của tổng thống thì điều nó nó cũng là một cái cái, cái điều Nó hơi là chưa chưa có tiền lệ trong vấn đề ngoại giao mà hơn nữa trong cái mùa tranh cử như vậy nó nó đưa ra một cái một cái chỉ dấu trọn phe rất là rõ ràng như vậy thì rõ ràng là ông thủ tướng Obama nó ông ấy, đưa ra một cái thông điệp rằng là cái ông, ông Trump này thế nào cũng là cái người để chiến thắng chính vì vậy mà ông mới tới thăm ông Trump, mới đặt cái tương lai chính trị của bản thân ông và của Hungary gắn chặt với lại ông Donald Trump thay vì với lại với, với tổng thống Biden. Cái điều này chắc chắn là làm cho, cho ông Biden cũng giống như là chủ nhà vậy đó, nó cảm thấy rất là bị nhớ bị qua mặt, bị bị xem thường. Hơn nữa chúng ta lại thấy rằng sau khi mà ở ông đã trở về nước rồi đó ông Obama ông hội họp với ông Donald Trump trở về nước rồi ông lại đưa ra một cái tuyên bố ông nói rằng là ông Trump quả thật là nó có một cái kế hoạch rất là chi tiết làm sao để mà ông có thể chấm dứt cái cuộc chiến ở Ukraine nhưng mà tôi thì tôi không thể tiết lộ được với quý vị rồi mà tôi chưa bao giờ thấy một người nào có quyết tâm có mạnh có sức mạnh và có khả năng có thể chấm dứt được cái cuộc chiến ở Ukraine giống như như ông Trump chỉ có mình ông ấy là có khả năng là chấm dứt, dứt cái cuộc chiến dai dẳng ở đây này. Rõ ràng là thưa quý vị, mình thấy à, cái cái chuyện mà cái chuyện đó là cái chuyện mà không ai có thể kiểm chứng được. Thế nhưng mà với cái miệng của một ông thủ tướng của một cái quốc gia mà nói công khai giữa giữa một cái, 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 cái thế giới báo chí thế giới như thế, nó đưa ra một cái sự cổ động cho ông Trump rất là mạnh mẽ. Mà đồng thời thì nó làm cho người ta có cảm tưởng rằng là quả thật ông Trump có một cái cái, cái cái kế hoạch gì đó một cái sức mạnh nào đó mà có thể đem lại hòa bình ở bên Đông Âu thì đó là một cái điều mà hiện nay rất là nhiều người muốn tin vào cái chuyện đó thưa quý vị cái bản tin kế tiếp thì chúng ta nói tới cái chuyện là Đức Giáo Hoàng đã khuyên là Ukraine nên dũng cảm để mà nhận thua tức là dương cờ trắng đây là một cái sự mâu thuẫn giữa Đức Giáo Hoàng với lại cái ngoại trưởng ngoại giao của Ukraine qua cái vấn đề gọi là Dương Cờ Trắng. Trong một cái cuộc phỏng vấn dành cho một cái tờ báo ở bên nước Ý thì cái người phỏng vấn Đức Giáo Hoàng người ta đặt ra một cái câu hỏi là Đức Giáo Hoàng ngài nghĩ thế nào giữa hai ý kiến hiện nay đang lưu hành ở bên Ukraine. Một cái ý kiến cho rằng là Ukraine nên chấp nhận là thua thiệt dương cờ trắng đầu hàng để để mà đàm phán tìm kiếm cái sự hòa bình còn cái cái ý kiến thứ hai thì cho rằng không nên làm cái điều đó bởi vì nếu mà làm như vậy thì chẳng khác nào là cứ bình thường hóa người ta dùng giải pháp quân sự để đạt mục tiêu chính trị và rồi cái việc như vậy nó cũng chỉ là khuyến khích cho một cái cuộc chiến tranh khác nó nổ ra mà thôi thì Đức Giáo Hoàng mới trả lời theo cái quan điểm cá nhân của Ngài. Ngài nói rằng là Ukraine nên dũng cảm chấp nhận cái chuyện đầu hàng tức là dương cờ trắng đi và ngài nói thêm rằng là nhiều khi cái sự đầu hàng nó không phải là một cái sự gì xấu hổ cả mà đó là một cái sự can đảm dũng cảm chấp nhận cái sự thực nhất là khi cái sự thực đó to thấy một cái điều là cái cuộc chiến của mình nó hoàn toàn nó không có tương lai nó vô vọng mà nếu như mà, mà cái cuộc chiến mà nó tiếp diễn nữa đó thì dân tình của mình nó chết chóc nó nhiều hơn thôi chứ không có được cái gì cả chỉ có rất là mau chóng sau đó thì mình lại thấy uh, ngoại trưởng kuloba tuyên bố với từ báo chí rằng là cái quân đội của ukraine đất nước ukraine có một cái lá cờ là nó có hai màu xanh với màu vàng cái người dân ukraine đất nước ukraine chỉ chết cho cái màu cờ đó thôi chứ họ không biết tới cái màu cờ nào khác có nghĩa là giống như là cái màu cờ màu cờ màu trắng mà đức giáo hoàng đề cập thì à, tới đây thì chúng ta thấy rằng là dường như cái ý kiến của Đức Giáo hoàng mâu thuẫn với cái chuyện là ngày xưa ngài lên án cái cuộc xâm lăng của ông Putin ấy chứ. Và nó có vẻ mâu thuẫn với lại cái nỗ lực đang giúp đỡ Ukraine cầm chân quân Nga hiện nay của cả châu Âu. Thế nhưng mà người ta phải hiểu một điều là Đức Giáo hoàng là lãnh tụ của một tôn giáo của một, là một lãnh đạo tinh thần chắc chắn là Ngài phải nhìn cái sự việc qua cái lăng kính của việc nhân đạo. Cái chuyện mà sinh mạng của cái người dân vô tội, cái chuyện mà hòa bình, cái chuyện mà ngưng chém giết là cái chuyện mà Ngài nhìn, nhìn thấy. Còn tất cả những cái chuyện khác, luật lệ quốc tế, bên thắng, bên thua, bên phải, bên trái, hay bên mất nước, bên mất đất, bên giành được đất thì đó là những cái chuyện nó nó nó, nó ngoài lề nó thứ yếu thôi mà chúng ta biết rằng là hy sinh để mà chấp để đổi lấy hòa bình hy sinh để đổi lấy an bình cho nhân loại là cách tôn trị của tôn giáo nào cũng vậy thôi nếu mà không phải là đức giáo hoàng mà lãnh tụ tôn giáo nào khi được hỏi như vậy chắc có lẽ người ta cũng thiên về cái giải pháp là chấm dứt chiến tranh tìm kiếm hòa bình mà thôi mà ngược lại thì mình thấy rằng là về đối với các chính trị gia, đối với những lãnh đạo quốc gia thì cái chuyện đó nó hoàn toàn nó trái khoái rồi nó ngược lại rồi. Họ sẽ ra sức, họ sẽ bảo vệ cái chủ quyền quốc gia, sự toàn vẹn lãnh thổ, đúng. đó là như là đủ thứ cả. Mẹ hễ những cái đất nước mà bị xâm lăng là họ phải là chiến đấu chống lại, giành lại thôi. Giặc đến nhà đàn bà cũng còn phải đánh nữa mà cho nên mình mới thấy rằng ý kiến của chính trị gia với lại lãnh đạo tinh thần thì nó hoàn toàn nó nó hoàn toàn nó trái ngược nhau chiến tranh với hòa bình hoàn toàn nó là hai cái lãnh tụ là hai cái hai cái chủ đề nó khó nó mâu thuẫn khó mà có thể mà dung hợp được hiếm cái điều đó thì bây giờ mình nhìn thấy ở bên Ukraine thì cũng giống y hệt là cuộc chiến ở bên Trung Đông hiện nay giữa Israel với lại Hamas quân đội israel nhất định là phải làm sao tiêu diệt cho bằng hết hamas thì họ mới chấm dứt cái cuộc chiến trong khi liên hiệp quốc cũng là một cái quốc gia mà đi làm, lập ra là để duy trì hòa bình và tìm kiếm hòa bình mà thì họ lại trái ngược lại họ phải kêu gọi là cái cuộc chiến này phải ngưng bắn ngay phải chấm dứt ngay chém cái sự chết chóc phải dừng lại ngay cho dù rằng là một cái chủ trương như vậy một cái kêu gọi như vậy nó có vẻ như là nó bất công với phía bên Do Thái Là bởi vì Do Thái người ta là cái chuyện là người ta bị tấn công trước Tự nhiên đang không mất bị tấn công mà mất hơn một ngàn cái người dân Đó là một cái niềm đau đớn và cái quyền tự vệ Cái quyền tiêu diệt Tha Mát đã quyền tự vệ chính đáng Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì mỗi một người làm theo cái công việc, theo cái nhiệm vụ của mình và cái mình thấy rõ ràng là cái cơ quan liên, liên hiệp quốc cũng giống như là đức giáo hoàng trong cái nhiệm vụ của họ họ phải chấp nhận phải chọn lựa một cái một một, một cái giải pháp dù rằng họ biết rằng cái cái giải pháp đó nó sẽ bị chống đối quyết liệt họ cũng phải làm thôi. Và cái bản tin tiếp theo đây thì là cái tin mà ông Elon Musk đó ông đã phản đối những cái gán nhãn cho ông là một cái người chống đối nhập người nhập cư thì thứ năm vừa rồi trên cái chính trang mạng X của ông ông Elon Musk đã đưa ra một cái một cái những cái tuyên bố nói rằng là cái chuyện mà báo chí Hoa Kỳ gán cho ông cái nhãn là cái kẻ gọi là chống đối chuyện nhập cư là cái điều hoàn toàn sai bởi vì ông nói rằng ông không phải là cái người như thế, chính bản thân ông là một cũng là một cái người nhập cư mà một dân nhập cư vào Hoa Kỳ, gốc của ông là gốc người Nam Phi chứ đâu phải là người Hoa, người Hoa Kỳ. Thế nhưng mà ông cho rằng là tại vì gần đây đó, ông đã có những cái tuyên bố nó có liên quan tới cái dòng người nhập cư bất hợp pháp đó. Nó tràn ngập những cái thành phố của Hoa Kỳ, nó gây ra nhiều cái xáo trộn, nhiều cái mất an ninh của của các thành phố đó cho nên từ đó thì ông ấy bị gán cái nhãn là, là chống cái chuyện nhập cư theo ông Elon Musk ông ấy cho rằng là hiện nay cái chính sách về vấn đề di cư và nhập cư của Hoa Kỳ nó có một cái chuyện vô lý ông nói rằng là những cái người mà muốn nhập cư muốn di cư vào Hoa Kỳ một cái cách gọi là hợp pháp đó thì những cái thủ tục nó quá lâu là một và nó quá khó là hai trong khi đó ngược lại cái chuyện mà người dân đi dân một cách bất hợp pháp qua cái ngã biên giới của Hoa Kỳ thì nó lại có như xảy ra rất là dễ dàng đấy chính là mấu chốt của vấn đề nó khiến cho người ta là nhập gọi là di dân lậu đó càng ngày nó nó càng nhiều và chúng ta nhớ rằng là chính vì vậy mà cái ông Elon Musk này là ngày xưa đã đưa ra một cái tố giác nói rằng là ông tổng thống Joe Biden đó, đang mua phiếu bầu cho phía dân chủ bằng cái cách là mở cửa biên giới cho di dân gọi là bất hợp pháp tràn vào các cái, cái, cái lãnh thổ của Hoa Kỳ và chính ông Elon Musk này cũng là cái người mà ngày xưa đưa ra ý kiến chống đối lại cái dự luật mà an ninh biên giới do thượng viện đưa ra đó mà nó bị bị phía bên cộng hòa bác ngay ở trên sàn thượng viện đó ông ấy cho rằng là cái chuyện cái cái dự luật này nó nó chết yểu là là một cái điều rất là đúng là bởi vì nếu mà nó thông qua thì nó là một cái chuyện là bình thường hóa cái làn sóng di dân bất hợp pháp ở một cái cấp độ cao mà vào ngày thứ ngày thứ 26 tháng 2 vừa rồi ông lại tiếp tục ông đăng trên mạng uh, uh, X của ông một cái dòng trạng thái nói rằng là Bảo đảm với quý vị là những cái người dân chủ người ta không nghĩ tới cái chuyện mà trục xuất di dân bất hợp pháp đâu. Là bởi vì những từng mỗi một cái người di dân bất hợp pháp này nó sẽ trở thành một cái lá phiếu cho dân chủ vào một tương lai. Mà thực sự ra nó thì công bằng mà nói đó những cái tố giác hay những cái nhận xét của ông Elon Musk là cái chuyện nó không sai. Đến 70% người ừ, dân Hoa Kỳ hiện nay cũng đều cho nó chính sách di, di, di dân nhập cư của tổng thống Biden là một chính sách nó nó thất bại và hơn nữa đó mình thấy cái chuyện mà phía bên dân chủ hiện nay người ta binh vực những cái người di dân bất hợp pháp một cái cách rất là lộ liễu nếu mà chúng ta để ý, thì hiện nay phong trào dân chủ người ta đâu có gọi những người di dân bất hợp pháp là <laughs> bất hợp pháp đâu họ gọi là newcomer tức là người mới đến chúng ta biết là cái tên mà người mới đến là chỉ cho chỉ, chỉ để nói tới một cái người mới hiện diện ở trong lãnh thổ Hoa Kỳ thôi. Còn cái chuyện đó người ta hiện diện ở đây bằng cái tư cách gì, bằng cái kiểu hợp pháp hay là bất hợp pháp thì mới là quan trọng thì rõ ràng không hỏi tới. Mà một khi đó những cái người dân chủ mà tránh né đi, không có thể gọi chính danh những cái người này là những người nhập cư. Lậu những người nhập cư bất hợp pháp là họ mình thấy là họ không có muốn giải quyết cái vấn đề này rồi và từ đó thì mình mới thấy là có nhiều cái ý kiến hiện nay bên ngoài đó nói rằng là nếu mà chúng ta là những người đã gọi là di cư nhập cư vào hoa kỳ thì có lẽ chúng ta cũng nên cái ủng hộ cái chuyện phong, những cái phong trào di cư như vậy là nó có vẻ nó, nó, nó hơi cố chấp và nó hơi gọi là mù quáng một chút chúng ta đồng ý giống như nói như cái ông Elon Musk đúng đó. ông nói rằng là tôi sẵn sàng chứ tôi cũng rất là ủng hộ cái phong trào di dân nhưng mà nó phải là hợp pháp bởi vì họ như vậy đó họ mới vẫn là sẵn sàng cống hiến và đóng góp cho cái xã hội chứ còn nếu mà đối với những cái người mà đã sẵn sàng chấp nhận một cái kiểu nó không có chính thức nó đi luồn đi ngang về tắt nó gọi là không hợp pháp đó thì khó mà trông mong họ có một sự đóng góp cho xã hội và thưa quý vị nếu mà nói mình thấy là, là đối với những cái người như có một cái ảnh hưởng rất là lớn đối với xã hội giống như ông elon musk này mà ông đề cập tới cái vấn đề hiện nay mà ông đề cập tới cái vấn đề di dân di, di trú rồi biên giới thì chắc có lẽ là phía bên dân chủ người ta phải giữ một cái thái độ gọi là, gọi là, 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 là tránh xa người ta không muốn tranh luận bởi vì nó càng tranh luận thì nó chỉ càng làm cho cái vấn đề trở nên nó thiệt hại cho, cho phía bên dân chủ và nhất là cho tổng thống Biden vào cái lúc đang tranh cử này. Xin cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi chúng tôi đến cái phần chót này. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói tới một cái chuyện rất là thú vị đó là chuyện mà những cái đứa bé trẻ đó những cái trẻ em mà nó được sinh ra ở trên không trung tức là trên máy bay đó. Đây là một cái tin vừa vừa rồi nó mới xảy ra có một cái ông phi công người Thái Lan được người người Trung Quốc người Đài Loan người Thái Lan ca tụng như là một vị anh hùng là bởi vì ông đã có công ông mới giúp đỡ cho một cái thai phụ sinh nở ở trên máy bay của ông cái câu chuyện nó xảy ra trên một cái chuyến máy bay của một cổ chiếc máy bay của Vietjet đó hình như Vietjet có nghĩa là hình như là cái máy bay của Việt Nam đó cái chiếc máy bay này cuối tuần vừa rồi nó sẽ bay từ Đài Bắc của Đài Loan đó, tới Bangkok của Thái Lan. Thì khi mà chuyến bay giữa chừng như vậy thì ở trên ở trong số hành khách có một cái thai phụ người ta bỗng ngờ người ta chuyển dạ, tức là muốn 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 sinh con sinh nở đó. Thì lúc đó máy bay Vơ lâm vào một cái tình trạng là quay trở lại hay là đi tới thì nó cũng rất là lâu nó cũng trễ rồi. Không biết làm sao thì viên phi công mới nhường cái, cái cái sự việc điều khiển chiếc máy bay cho nữ phi công phụ còn ông dù rằng không có kinh nghiệm nào về, về vấn đề sản khoa cả vậy mà ông vẫn sắn tay áo ông mới giúp đỡ cho cái người phụ nữ tên tuổi quốc tịch được giấu sinh nở ra so, coi như là mọi, rất may là mọi chuyện nó thuận lợi dù rằng ông chẳng phải là chuyên môn mà rồi mẹ tròn con vuông đưa một đứa bé trai ra đời mà sau này cái chiếc máy bay đó đặt tên là Sky tức là bầu trời thì dĩ nhiên là cái anh viên phi công đó, đó ông rất là tự hào về một cái một cái thành tựu bất ngờ trên máy bay của ông đó. và ông cho rằng là có lẽ đây là một cái thành tựu đáng nhớ nhất lớn nhất trong cái cuộc đời của ông mà rồi thì ông cũng nói rằng cái đứa bé này chắc chắn là nó sẽ cũng là cái tự hào giống như ông bởi vậy suốt cuộc đời của nó nó có quyền tự hào rằng nó là một cái người sinh ra trên trời, trên da, trên không, trên sinh ra trên chiếc máy bay, trên máy bay đó, nó là một cái điều mà nó bất bình thường, không có mấy người mà có được. Tuy nhiên thì cái câu chuyện đó, từ cái câu chuyện này nó đưa ra nhiều cái thắc mắc rất là thú vị mà dân mạng người ta cứ kháo với nhau ở trên mạng đó. và người ta nhiều người người ta đặt ra những cái câu hỏi, người ta hỏi rằng như vậy thì từ trước tới nay đó trước hết là mình nghe cái có một câu chuyện là các cái hãng máy bay đó người ta cấm những cái thai phụ tới cái gần tới cái ngày xanh hai ba tháng trước ngày xanh nó không được lên máy bay là bởi vì người ta sợ là trên cái tình trạng không khí đặc biệt trên máy bay là nó dễ đưa nó dễ khiến cho người ta phải xanh non lắm giống như cái trường hợp mà thai phụ trên chiếc vietjet này thì không hiểu rằng bây giờ đó cái luật lệ đó nó còn hay không mà người ta lâu lắm rồi người ta không có nghe tới cái luật lệ như vậy nữa mà cái chuyện thứ hai mà rất là nhiều người hỏi vậy thì bây giờ đứa bé mà sinh ra trên cái bay nó mang cái quốc tịch gì đây là một cái câu hỏi mà cũng không phải là dễ trả lời đâu cái luật lệ của mỹ đó thì nó rất là rõ ràng nó quy định như thế này thưa quý vị nó nói rằng là khi một đứa trẻ mà sinh ra trên chiếc máy bay đó nếu mà cái chiếc máy bay đó nó đang ở không phận của mỹ đó thì cái đứa trẻ đó có quyền khai cái quốc tịch là của Mỹ. Dĩ nhiên là mẹ nó phải, phải bố mẹ nó phải chịu thì, 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 thì mới, thì mới thành. Còn nếu như mà chiếc máy bay đó nó ở cái chỗ mà không thể xác định được quốc gia nào chẳng hạn như là vùng biển quốc tế chẳng hạn, nó không thuộc cái quốc gia nào khác cả, thì lúc bấy giờ cái chiếc máy bay đó nó trở thành lãnh thổ. Cái máy bay đó là của quốc gia nào sở hữu thì đứa bé nó có quyền là khai cái, cái quốc tịch của cái nước đó nhưng mà dĩ nhiên là bố mẹ nó phải chấp nhận cái điều đó còn thường thì người ta nói rằng là cả còn các cái quốc gia khác không phải là Hoa Kỳ đó thì một đại đa số người ta chọn một cái giải pháp mà nó có vẻ như nó nó giảm dị nó không có lằng nhằng như Hoa Kỳ là theo cái là cái, cái lý do truyền thống nó bố mẹ mà cứ quốc tịch nào thì đứa con ở quốc tịch đó thôi không có lằng nhằng gì cả xanh ở đâu cũng vậy thôi thế nhưng mà rồi cái vấn đề thứ ba là cái vấn đề nơi nơi sinh những cái đứa bé này á, sinh ở trên máy bay thì bây giờ nói là nơi sinh ở cái chỗ nào là là một cái điều rất là khó cho nên nhiều người cũng đề nghị là nếu mà đã gọi là nơi sinh á, thì phải khai là sinh trên máy bay thì nó mới là đúng nhất Chứ nếu mà bây giờ gọi là sinh ở một cái địa danh nào dưới đất là hoàn toàn không thể nào là chính xác được mà đây là một cái chuyện đã xảy ra với một cái cô bé nước anh rồi trong cái hộ chiếu tức là passport của cô đó nó ghi là nơi xanh là trên một chiếc máy bay thế là, là, là chính xác nhất thì có lẽ là những cái đứa bé trẻ những cái trẻ em mà sinh được sinh ra trên máy bay thì cũng nên gọi nơi xanh như vậy là cái điều chính xác nhất rồi cả thứ hai nữa thì chắc chắn là mình thấy là những cái đứa trẻ này đó nó là nó sẽ được có nhiều cái ưu đãi nó, nó ngay khi nó sanh ra là nó là may mắn rồi đó. Chúng ta biết rằng là kể từ khi mà thế giới này có cái hãng hàng không gọi là hàng không dân sự chở khách đó cho đến nay là cả thế kỷ rồi mà cả thế giới này một ngày nó cả triệu chuyến bay. Vậy mà bây giờ chỉ có tính tới bây giờ chỉ có 75 đứa trẻ là sinh ở trên máy bay thôi nha quý vị. Mà có lẽ cái đứa trẻ mà nó sinh ra Việt Z là đứa thứ 76 thôi Nó rất là hiếm Chính vì vậy mà có nhiều cái hãng hàng không đó người ta cho đứa bé này một cái một cái một cái biệt lệ ưu đãi một cái ưu đãi để mà kỷ niệm cái sự may mắn của cái hãng hàng không đó thường thường thì những đứa bé này khi nó lớn lên nó sẽ được hưởng một cái quyền lợi là nó được đi vé máy bay của hãng đó nó miễn phí suốt đời thì đó cũng là một cái điều rất là thú vị đối với những đứa bé được sinh ra ở trên máy bay rồi. Và cái bản tin cuối cùng này thì chúng ta sẽ nói tới một cái tin người ta gọi là cái công việc nhà của phụ nữ đã được đánh giá lại một cái cách đúng mức. Thì cái tin này nó có là vì nhân cái ngày lễ gọi là Quốc tế phụ nữ nó ngày 8 tháng 3 vừa rồi đó. Thì nó nó báo chí đã cho thấy hai cái chuyện mà liên quan tới phụ nữ một ở bên Mỹ và một ở bên Nhật. Ở bên Mỹ thì người ta nói như thế này. Người ta nói là ngày tại sao ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ nó có mà cái ngày lễ kỷ niệm nam nhân thì không có. Các ông thì với cái tin này thì cũng đừng có buồn là bởi vì có lẽ là thế giới này từ trước tới giờ đó cái chuyện mà người đàn ông được vinh danh thì nó có nhiều quá rồi nó trở thành một cái chuyện mà là, là không cần phải nói người ta cũng biết. Thế nhưng mà công lao của phụ nữ đó thì như là cũng chưa được đánh giá đúng mức, cho nên mới có ngày 8 tháng 3 để mà thế giới nhắc nhở lại cái sự đóng góp của phụ nữ trong đối với gia đình, đối với xã hội, đối với thế giới. Và từ đó đi đó thì thì New York Post đã đưa ra một cái bài báo rất là hay họ kể lại cái một là một có một cái công ty chuyên về vấn đề làm dọn dẹp nhà cửa nó có tên là Home Alo họ công ty này dựa trên những cái số liệu về lương lậu và công việc của sở lao động Hoa Kỳ họ mới đưa ra một cái báo cáo như thế này họ nói rằng ở trong cái lĩnh vực mà làm việc nhà đó thì một người đàn ông trong gia đình của Mỹ đó, một ngày thì làm trung bình 19 phút, 19 phút đồng hồ để làm việc nhà. Nếu tính ra thành tiền và tính do cái công việc này nó xảy ra một năm, thì cái người đàn ông đó kiếm được, làm ra được một số tiền khoảng 4.000 đồng, 4.000 đô la cho một năm làm việc nhà đó. Nhưng mà ngược lại phụ nữ trong nhà đó thì lại làm gấp 3, họ làm tới 49 phút đồng hồ cho một ngày trong nhà mà nếu ra tính ra một năm thành tiền thì họ làm tới 10.400 đô la như vậy thì họ đã người phụ nữ trong nhà đã làm hơn ông chồng của mình nên là tới 6.400 rồi thế nhưng mà thưa quý vị báo cáo ở đây như vậy là nó nó, nó chưa nó có như là nói hết cái giá trị của người phụ nữ trong nhà là bởi vì đối với cái công việc nhà thôi á, thì là nó như vậy thế nhưng mà người ta phải tính tới cái chuyện là người phụ nữ bây giờ nó cũng đi làm y hệt với người đàn ông nhiều khi còn làm còn nhiều tiền hơn nữa vậy mà về nhà mà họ vẫn còn phải làm cái công việc nhà nó nhiều như vậy chưa tính tới cái chuyện là săn sóc con là riêng chứ không phải là về công việc nhà săn sóc con thì không phải là tính vào cái chuyện việc nhà cho nên cái giá trị của cái người phụ nữ nó phải nó không thể tính bằng tiền được nó phải tính bằng cái, cái giá trị về tinh thần nữa cơm và nhất là những đối với những cái ông mà mình đi làm đó mà vợ ở nhà làm nội trợ toàn thời gian thì có đừng có mà nghĩ rằng là, là những người đàn bà đó là họ là thua mình không cái chuyện đó là hoàn toàn không có đối với những người phụ nữ hiện nay mà họ làm công việc nội trợ toàn thời gian đó thì ở nhà họ sẽ kiêm nhiệm rất là nhiều cái công việc nó khác nhau họ có thể là tài xế đưa con đi đưa con về họ có thể là một cái người đầu bếp nấu ăn này họ có thể là một cái người lao công quét dọn rồi dọn dẹp đợi nhà cửa này họ có là tích là một thầy cô giáo là một cái cô giáo để mà dạy con cái mà nhiều khi họ còn là cố vấn cho chồng luôn cho nên khi mà một ông chồng cho dù là kỹ sư bác sĩ mà nếu mà bỏ phải bỏ đi làm bỏ tiền ra thuê bằng đó những cái người chuyên môn giúp phụ giúp cho mình trong nhà thì không mang nợ cũng là may chứ còn giàu thì khó lắm đó. cho nên đó là cái công lao đó là cái là cái của cái người phụ nữ mà và cái điều đó hình như là các ông hình như không có tính tới đó. cho nên người ta mới có ngày 8 tháng 3 để mà kêu gọi là đánh giá lại đúng mức cái giá trị của người phụ nữ trong nhà đi chuyện thứ hai là cái chuyện mà bên bên nhật đó, Trước thế này chúng ta biết là bên Nhật nó có một cái ngày lễ mà có tên là Inazawa. Cái ngày lễ này là tổ chức vào cái ngày cuối mùa đông của bên Nhật, đó, thường thường nó hình như nó vào giữa tháng 2 thì phải. Vào cái ngày lễ này thì toàn thể những cái người đàn ông trong xã, trong làng, trong tỉnh gì đó họ khỏa thân họ tụ họp với nhau họ khỏa thân họ nhảy xuống cái hồ nước lạnh họ tắm rồi họ bắt đầu họ cùng nhau đùng 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 chạy về một cái đền thờ nào đó để mà cầu may mắn họ tin rằng là làm như thế thì họ đuổi xua ma xua quỷ, xua ma quỷ đi chỗ khác được và cầu may mắn cho gia đình cho đất nước cho xã hội được cái truyền thống đó nó kéo dài nó cái lễ đó nó có cả một ngàn hai trăm năm nay rồi nha quý vị mà nó chỉ dành cho đàn ông thôi Phụ nữ Nhật bây giờ họ không chịu cái chuyện rồi, họ phản đối. Họ nói rằng là tại sao mà cái chuyện xua đuổi ma quỷ với lại lại cầu may mắn cho, cho gia đình cho đất nước mà chỉ có đàn ông làm được. Thế thì đàn bà không làm được rồi, Họ đòi đòi tham dự. Thì uh, bây giờ thì hình như là năm ngoái đã, đã xin lỗi năm nay đã, đã có một cái địa phương, một cái đền thờ nào đó họ dè dặt họ chấp nhận cái chuyện đó họ cho phụ nữ tham dự nhưng với cái điều kiện là 40 người phụ nữ gọi là thí nghiệm đó được tham dự đó, phải mặc quần áo đầy đủ trời nếu mà nói như vậy thì nó đâu còn gì là cái nét mà lễ hội nữa bởi vì nếu mà cứ mặc quần áo chạy thì bây giờ khoác có khác gì họ coi như là chạy tập thể dục mà chuyện mà phụ nữ mặc quần áo chạy tập thể dục đầy đường ngày nào cũng có thì nó đâu có cái chuyện như vậy nữa nó phải là xua đuổi ma quỷ cầu may mắn là nó phải giống như các quý đàn ông thì nó mới mới ra một cái lễ hội mà người nhiều người nói rằng là tại sao cái chuyện tốt đẹp như vậy mà, mà lại không cho không cho phụ nữ người ta làm bởi vì nếu mà nếu mà có chuyện mà phụ nữ tham gia giống như đàn ông một cái cách gọi là công bằng như vậy đó, thì cái ngành du lịch của Nhật Bản chắc chắn là nó sẽ phát phát triển một cách ghê gớm thì, uh, du lịch thế giới người ta đổ về nhật người ta bây giờ người ta xem uh, hoa anh đào xem uh, cái chợ cá uh, ngừ vây xanh rất nổi tiếng rồi bây giờ cái lễ hội Inawazawa này thì chắc chắn là nó sẽ là một cái điểm văn hóa thu hút du khách rồi thì nước nhật tha hồ hốt bạc mà rồi thì có thể là qua những cái lễ hội như vậy đó thì uh, số trẻ em của nhật bản hàng năm có thể gia tăng và cái chuyện mà co cụm dân số đó thì nó có vẻ nên nó bớt đi, nó không có tệ hại như trước. Như là một một bản một cái vốn mà năm sáu cái lời thì làm sao mà không áp dụng? Thì có lẽ là đây là cái chuyện mà nước Nhật người ta sẽ xem xét về sau này. Bây giờ có một cái câu chuyện nó vui của nước Nhật như thế này này, một cái gia đình đó sửa soạn có tiệc rồi, mà bà vợ bả thấy ông chồng vẫn còn đứng ở trong bếp và mặc cái quần đùi đó, bà mới hối là ông là thôi khách sắp đến rồi anh vào mà thay quần đi chứ thì cái ông chồng này từ trước đến giờ nó bị bà vợ bà đi làm đủ thứ ông đang bực mình thế là ông vặt lên ông nói rằng là tôi cứ mặc như vậy đó để cho người ta thấy rằng bà nuôi tôi như thế nào thì bà vợ bà bực mình bà nói vậy thì ông cởi ra luôn đi để cho người ta thấy rằng là ông có đáng nuôi hay không <laughs> Và vâng, một cái chuyện mà nó kinh khủng như vậy thế mà năm nào ông cũng tham dự cái lễ hội chạy khỏa thân nữa thế thì cái chuyện mà phụ nữ mà chạy khỏa thân thì cũng nên chấp nhận đi chứ bởi nó chắc chắn là nó thu hút nó hấp dẫn hơn nhiều thưa quý vị chương trình tin tức của chúng tôi xin chấm dứt ở đây xin kính chào và mong gặp lại